Ui các bạn ơi, xe đẹp đây. Kia Rio số tự động mà xe bản Sport cực đẹp màu đỏ các bác nhé. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh này. Đấy, xe hai chủ rồi nhưng mà chất lượng xe thì đẹp hơn cả xe mới luôn. Nói như thế cho các bác thấy độ đẹp của nó thôi. Chứ thực ra nó là xe cũ rồi. Thì chất lượng của nó thì còn rất là đẹp và mới, không đâm đụng va chạm ngập nước nên các bác cứ an tâm. Xe này có chút lúc là xuất mỗi tí sơn đằng sau này các bạn. Đây. Xuất mỗi tí sơn này. Chỗ này hơi móp móp một tí thôi, còn đâu là zin hết các bạn. Còn xe này thì em cứ bảo hành cho bà con, tất cả các mã kính đều zin này, keo chỉ zin. Không lỗi nhỏ luôn, không đâm đụng va quẹt ngập nước các bác nhé. Máy chắc vẫn còn zin đấy, nhưng mà có vệ sinh rồi, có gioăng thôi, còn đâu là rất là đẹp. Chiếc xe mang nước sơn màu đỏ, tư nhân chính chủ đời 2012. Đó, đây là bản Sport thì nó có thêm cửa lock kia, cruise control tự động này các bác. Cruise control ga tự động đấy. Đó. Củ số này. Đó. Ghế da nguyên bản theo xe cùng trần nỉ nguyên bản, xe cực đẹp luôn. Và bản này là bản Sport rất là phù hợp cho gia đình nào mà ngõ nhỏ, đường hẹp, đường chật. Có bản sedan thì nó còn rẻ hơn bản này cơ. Sedan thì nó không có cruise control, nắm con số sàn thì lại còn không có ABS cơ. Chiếc này đăng kiểm tháng 4 năm 2025 vừa đăng kiểm xong. Pháp lý, pháp luật, phạt nguội các thứ là bên em bao hết các bác nhé. Bên em có hỗ trợ rút hồ sơ, bao sang tên, bấm biển đổi chủ. Hiện tại thì giá đang bán là có 286 triệu thôi. Rất rẻ. Đời 2012. Đó, giá rẻ, đẹp, phù hợp với cái tầm giá. Quý vị chỉ có bằng anh em mình quan tâm một chiếc xe Kia Rio đẹp, hatchback đẹp như thế này với giá tiền tầm khoảng 280 thì anh em có thể alo ngay cho em khả năng nhé. Bớt được ít thôi các bác nhé, bớt tí đi thôi. Khẳng định với các bác luôn là giá này thì em đang rất là rẻ so với thị trường rồi. 2014 tại cửa hàng nhà Khả Đăng đang bán là 320 330 triệu cơ. Đấy. Nhưng chiếc này chỉ bán cho bà con các bác anh chị có 286 triệu đồng thôi. Còn bao hút hồ sơ các bác nhé, giấy tờ còn lọc lá cho bà con một chút. Nếu anh em mình không lấy phần động đấy thì em bao vào tên luôn cho bà con các bác anh chị luôn. Là đăng đúc đầy đủ, sơn xi đẹp, căng bóng mọng mịn đời 2012. Đó, số tự động màu đỏ rất là đẹp cho quý vị chị bà con anh em mình lựa chọn này. Keo chỉ riêng bao zin cho bà con các bác anh chị nhé. Màu sơn là màu đỏ nguyên bản theo xe, không đổi màu, không đâm đụng ba quẹt ngập ngập nước. Đăng kiểm vừa khám xong, có màn hình cam lùi, cam hành trình, ghế da nguyên bản theo xe, đèn bi xenon, cruise control, ga tự động, đèn led định vị ban ngày, có đèn gầm, đầy đủ hết, full đồ chơi option luôn. Có cả thêm cảm biến lùi đằng sau, có xi nhan gương tích hợp ở trên gương luôn. Đó, full option, full phụ kiện, na răng đúc này, nốp to, đẹp, đầm chắc, êm, đi sướng hơn Morning E10 rất là nhiều. Những chiếc xe này thì các đẳng cấp luôn các bác, Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc mà, động cơ 1.4 số tự động. Đó, rất là đẹp. Tổng quan bên ngoài thì các bác có thể nhìn thấy nước sơn màu đỏ và cái tường gân gờ quanh xe nó rất là đều và thẳng không ạ? Nhìn rất là mượt luôn. Nội thất như thế nào chúng ta cùng kiểm tra luôn phần keo chỉ cũng như là phần nội thất xe cho các bà con anh chị nhà mình quan tâm này. Cửa chạm một chạm các bác thông minh nhé. Hai chìa khóa nguyên bản theo xe. Đó. Giấy tờ chắc chắn là phải theo xe rồi, còn lại chất lượng xe thì các bác nhìn đây. Keo chỉ em cứ bao zin cho bà con các anh chị này. Đó, đấy. Úi giời đẹp này. Đấy, cánh cửa cánh trước rất đẹp luôn. Ốp cửa chưa mở, chưa ra. Đấy. Nhiều con xe mới lắp ráp trong nước thì bây giờ nó sẽ là vặn cái hai cái ốc cửa này, nó sẽ vặn sau cùng nhé. Lắp ráp thì nó sẽ vặn cái này sau cùng thì nó có vết vặn. Đấy, xe mới nhiều con vẫn có vết vặn nhé, đang tranh cãi trên TikTok đấy. Chứ không phải là không lúc vặn đâu. Lúc vặn xong bắt đầu người ta mới phun sơn vào thì nó không nhìn thấy điều nào, nó nhìn thấy mờ mờ thôi. Nhiều anh em cứ cãi nhau vấn đề đấy. Còn nhập khẩu thì nó lại lắp ráp tại bên nước ngoài rồi nó mới sơn thì anh em gần như sẽ không nhìn thấy cái vết vặn đấy. Chính vì thế nên là lắp ráp tại Việt Nam thì những con Vios hay con Accent thì kiểu gì cũng có vết vặn nhé. Nên là anh em mình nữa. Ốc cửa đấy không phải con nào cũng còn đâu. Cái này là khóa chốt trên đây. Nhưng con này còn nguyên này, con này còn nguyên này, từ nhà máy này. Từ nhà máy ra nó còn nguyên này. Đấy. Vặn nếu nó vặn bằng robot thì nó có lực chứ không phải vặn bằng tay. Về Việt Nam mình các bố vặn bằng tay thì nó khác đâu nhé. Cái này phải dùng khóa mới mở được. Đấy các bác nhìn này. Úi giời đẹp chưa? Con xe mà ghế da nó nguyên bản theo xe anh em nhìn nữa thì khác biệt hoàn toàn chưa? Dưới gầm còn độ đèn xanh đỏ tím vàng chớp chớp này. Đấy. Đây các bác nhìn ghế da nguyên bản theo xe nó đẹp, nét căng luôn nội thất này. Nội thất nó cực kỳ căng đẹp các bác nhìn này, trần nỉ nguyên bản. Nội thất vô cùng căng đẹp luôn. Đây. Vân sần ngay góc này. Keo chỉ nguyên zin luôn. Không lỗi gì cả các bác nhé. Keo chỉ zin không lỗi nhỏ. Không đâm đụng vào nước, đặc biệt quả lốp này mới thay mới tinh. Lốp mới thay mới đét này. Râu lốp còn nguyên này. Anh em để ý con xe đẹp các bác nhìn lốp người ta thay cũng đẹp luôn này. Đấy, lốp này cũng rất là mới nhá. Lốp này cũng rất là mới, đánh lốp rất là sâu này. Đó. Dàn lốp này mới anh em mình về gần như không phải thay lốp nữa, cũng là rẻ thôi. Nói chung là xe thì không ai chọn được lốp cả. Lốp theo xe anh em mình, lốp đẹp thì anh em mình vớ, còn lốp xấu thì anh em về thay. Thế thôi. Nhưng màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe thì nó không có màn hình này đâu. Nó độ lên màn hình Android to vật vã, cam hành trình đầy đủ thôi. Màn hình cam lùi đủ hết các bác nhé. Chìa khóa hai cái theo xe, đề lỗ start top, túi khí phanh ABS. Keo chỉ bốn cánh zin hết các bác, không mất một phân chỉ nào. Quá đẹp. Xe nó như thế này cơ mà các bác, anh em ủng hộ Khả Năng bằng một like, một chia sẻ kênh được không ạ? Khả Năng rất mong muốn được giao lưu trực tiếp cùng với tất cả quý vị chị và con của bác, tránh trường hợp anh em mất tiền cầu tiền cỏ.
nhiều anh em đi xe xem xe cứ dẫn thợ dẫn thiết gì đến lúc mà thợ đến người ta xin 1-2 triệu tiền nước non thì các bác lại phải cho anh em người ta thì cuối cùng là thành đắt các bạn. Xe đi 11.9 chuẩn, thằng nào tua đồng hồ là chó các bác nhé. Đấy, thằng này chưa tua đồng hồ luôn, tua thì em bảo tua, có con tua thì em bảo tua luôn, không ngại đâu, nói thật các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này, cái đuôi cần trôn này, ga tự động này vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường nhé. Cái này là da nguyên bản theo xe thì có hơi mòn một hơi rách rách một tí da ở đây, bên đây 12 vạn chuẩn rồi, từ đời 2012 đến giờ là 12 năm rồi. Mỗi năm đi một vạn chuẩn đẹp đẹp luôn, màn hình Android đầy đủ hết các bác nhé, full option luôn, điều hòa auto ấn một nút ăn ngay, một nút tắt ngay, đấy rất đẹp luôn các bác nhé. Ở chiếc này thì nó thật các bác là siêu nét luôn, hàng siêu nét chuẩn chỉ cho bà con các anh chị, chính tên chính chủ Khải Đăng ô tô nhé. Chiếc này là Khải Đăng ô tô mua đầu tư và chính chủ luôn, em có bảo hành cam kết bằng văn bản, không có ai giá tốt hơn Khải Đăng ô tô cả, em đã chốt giá là chuẩn, anh em mình không cần phải bàn về giá thêm. Tất cả anh em mình đều phải hỏi trực tiếp Khả Năng ô tô hết, nên quý vị chị bà con đã xem đến đây thì là khách hàng của Khả Năng ô tô, làm ơn hãy alo cho em Đăng để lấy chiếc xe này. Đó, rất là đẹp luôn, zin đẹp không lỗi nhỏ, tì tay đầy đủ, tì tay nắp thêm, tì tay nắp thêm này. Đấy, nội thất này nhìn sang chảnh thực sự luôn, ghế da nguyên bản theo xe với cái tờ tiền tầm 280 triệu số tự động mà xe gia đình đi bền lành thì con này nó thật các bác là không thể chê được luôn. Đây sẽ là phần khoang máy động cơ của chiếc xe, máy lơ lổ êm ru không nghe tiếng động, êm ru luôn các bác nhé. Động cơ 1.4 đấy, ui dồi ôi, máy zin từ dàn cò anh em nhìn này, máy zin dàn cò này các bác nhìn thấy chưa, ui dồi ôi, nét thế này anh em mà không lấy thì hơi buồn luôn, máy zin luôn đấy, cực đẹp luôn các bạn nhìn này, dàn cò vẫn còn keo đôi chuẩn đó. Nói chung là xe lâu rồi có thể là máy rồi cũng được, không quan trọng, quan trọng là cái chất máy nó còn đẹp hay không thôi, cứ cho là đỡ phải cái tranh cãi nhau thì em cứ cho là em cứ không bao zin đi cho nó dễ. Thì bây giờ một ốc tháo ra anh em cũng cãi nhau, đây ốc thì cũng có biết vặn vặn đây, có thể là vệ sinh doang rồi nhưng cũng có thể là không, nhưng mà đây các bác nhìn cái này thay buji bujiếc là phải tháo rồi không nói rồi, cái mặt này có thể là vệ sinh chảy dầu hay thay doang mặt dầu về mặt máy này thôi, cứ cho là nó thay rồi đi, động chạm rồi cũng chẳng sao cả, nhưng mà quan trọng cái máy móc của nó có êm ru đẹp như này. Kia là cam, đây là ABS các bác nhé, hai bên tai đèn đầu dàn sắt xi này, ốc cabo chưa hạ, cái này thì em khẳng định luôn ốc cabo này là chưa hạ nhé. Đấy, bên này cũng còn này, nói chung là đẹp lắm, với cái giá xe nó đẹp như này, số thì zin đây, số thì keo đỏ nguyên này các bác nhìn này, nhìn thấy ngay vì số rất là dễ nhìn đấy, cái đỏ ở giữa kìa, đấy anh em nhìn thấy chưa, giữa màn hình như này. Đấy, nguyên zin nhé, chưa hề ra mà ra số đâu, rất là đẹp, khoang máy vô cùng đẹp, sạch sẽ luôn, và nó lổ rất là êm, cái động cơ 1.4 tiết kiệm nhiên liệu lắm, nó chỉ tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 km thôi, rất là phù hợp cho anh em gia đình, phù hợp gia đình nhà mình đi nhé, không nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chúc mọi người mạnh khỏe, thành công và may mắn, hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp Khải Đăng. Chân thành cảm ơn, xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.